Hello, chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của Hường. Video này hướng dẫn cách tạo một kênh YouTube đơn giản nhất. Đây một cái Gmail Hường mới tạo. Các bạn đăng nhập vào ở đây được chưa? Nếu như các bạn chưa biết cái giao diện Gmail, chưa tạo một cái tài khoản Gmail thì xem video trước Hường có hướng dẫn tạo tài khoản Gmail. Còn đây Hường sẽ hướng dẫn tạo một cái kênh YouTube. Nếu như các bạn chưa đăng ký kênh của Hường thì nhớ nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo. Đồng thời like video này nha. Các bạn bấm vào cái sáu cái chấm nhỏ bên góc bên phải phía trên, bấm vào đây, bấm vào chữ YouTube. Tới đây rồi các bạn bấm vào cái tức là cái biểu tượng của cái tài khoản của mình, lê chuột vào, bấm vào nút tạo kênh. Đây là cách tạo kênh cá nhân nha. Còn nếu như các bạn muốn tạo tài khoản thương hiệu ấy thì bấm vào cái link ở bên phần mô tả để tạo tài khoản thương hiệu. Tài khoản cá nhân các bạn có thể tạo sau đó chuyển thành tài khoản thương hiệu cũng được. Còn nếu như các bạn tạo một cái tài khoản thương hiệu thì các bạn không thể nào đổi tên được. Nên là nếu chưa chắc chắn cái tên của cái kênh của các bạn ấy, thì các bạn hãy tạo một tài khoản cá nhân như Hường vừa hướng dẫn xong. Dùng xong một thời gian, mình thống nhất với cái tên của cái kênh của mình rồi, thì mình bắt đầu chuyển sang tài khoản thương hiệu. Hoặc là bây giờ các bạn đã nghĩ trong đầu cái kênh của mình chắc chắn nó phải là cái tên đó, thì chúng ta tạo luôn cái kênh là tài khoản thương hiệu ngay từ đầu. Nếu như các bạn muốn tạo tài khoản thương hiệu thì đơn giản lắm. Đây là cái đường link để tạo kênh thương hiệu. Các bạn chỉ cần nhấp vào cái đường link này. Đường link này nha. Nếu như các bạn không gõ tốn thời gian quá thì vào phần mô tả cần có để cái đường link này. Đây là tạo luôn tài khoản YouTube thương hiệu. Các bạn bấm vào cái chữ tạo kênh. Và nó yêu cầu điền thông tin gì thì mình cứ điền cái thông tin đó thôi. Đặt cái tên kênh ở đây. Bấm vào tôi hiểu những cái điều khoản, bấm OK nó, xong bấm vào Create là chúng ta đã tạo được một cái kênh thương hiệu rồi. OK, rất là đơn giản đúng không? Nhớ cho Hường một like nhé, đăng ký kênh và nhấp vào chuông thông báo để nhận nhiều video chia sẻ hơn. Bye bye, hẹn gặp lại video tiếp theo.